Thôi mẹ nói đi. Con nào nó kêu? Hả? Anh sẽ có thể nhớ nhau nhưng mà em đã lỡ. Còn tôi đột giờ anh muốn ở bên em thật lâu bởi vì nàng là người làm chết tim anh thêm hết đau. Từ đến giờ quá khó quan cho nên là đã đồng ý một phát một luôn là cưới.